Hàng ngày anh em đừng quên lên tiền gì shop event tham gia event tuyệt vời nhé. Muốn hôn ích hay là các bạn muốn thử vận may của mình, góc trái mình của anh em chính là nơi test nhân phẩm của bạn đó. Nếu gặp sự cố sẽ được bồi hoàn 100%. Xin chào anh em, thật là tuyệt vời đội tuyển Việt Nam đã chính thức vào vòng loại cuối cùng của World Cup rồi. Không biết anh em nào đam mê Liên Quân và thích cổ vũ đội tuyển Việt Nam hay không? Cho em thấy cánh tay của anh em nhá. Lại ngày thôi, Đan Việt chúng ta luôn là những vị tướng huyền thoại nhiều anh em yêu thích, đến mức mà nhiều anh em bất chấp kể cả là vị trí nào và mục đích gì pick ngay vị tướng này trong rank. Và tất nhiên là không phải tướng nào cũng có may mắn được anh em pick nhiều mà tỷ lệ thắng ổn như bọn Zuka hay Amerika được. Đặc biệt anh em không thể ngờ được top 5 tướng đặc sản Anh Việt lại có tỷ lệ thắng thấp đến ngỡ ngàng. Nào, quét tìm hiểu ngay nhá. Đừng quên ủng hộ S bằng một like, và nếu chưa đăng ký, cho S xin đăng ký kênh và bấm nút chuông để S ra clip là anh em nhận ngay thông báo xem sớm nhất nhá. Top 5 Ngộ Không. Tại Anh Việt, Ngộ là vị tướng cực kỳ phổ biến và được nhiều anh em yêu thích. Lý do đơn giản thôi, để vị tướng sở hữu khả năng tàng hình đầy ảo diệu và cái lượng sát thương đột biến khó ai sánh kịp. Sở hữu nhiều trang bị, Ngộ Không gần như khó đối thủ ở cái khoản gây sát thương bất ngờ và núp bụi bắt lẻ cho được địch. Đây cũng là vị tướng rất được ưa chuộng ở bảng tinh anh kim cương, chùm luôn anh em, ông chùm chí mạng cơ mà. Rất được ưa chuộng với tỷ lệ chọn là 2,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng lại cho thấy sự thất vọng khi ở Đài Loan thì có 47% nè, còn bên Việt Nam sâu hơn chỉ 48%, khá là buồn cho anh em fan của Ngộ. Và khi anh em chơi Ngộ, phải ưu tiên cầu cái bảng ngọc tốt, ngọc sát thương chí mạng nhá, còn bí quá thì cầm ngọc tỷ chí mạng theo. Ngộ cần nhiều trang bị thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh được, thế nên ở dạng đầu trận anh em hạn chế hổ báo thôi, ưu tiên farm, dùng bạn đi đường hay đi rừng phép và vào sau để mà ăn mạng là chính. Cố gắng hoàn thành 4 găng chí mạng thật là sớm để có thể tối ưu farm ganh với tỷ lệ chí mạng bất ngờ. Trang bị thì giá rẻ nhưng hiệu quả cực cao, anh em tận dụng khả năng đột kích từ chiêu 1 nè, cực kỳ bất ngờ luôn, tàng hình cơ mà. Còn về cái lượng sát thương thì nội tại giúp anh em tăng tỷ lệ chí mạng nè và cường hóa đợt đánh sau khi sử dụng, tạo nên cái lượng sát thương dồn khổng lồ khi áp sát chủ được cái địch liên tục. Ngộ có thể vượt địa hình hoặc là truy đuổi kẻ địch nhờ chiêu 2, làm choáng kẻ địch với chiêu cuối. Wow, thật tuyệt vời đúng nào. Hai lần tàng hình cơ mà, chiêu cuối và chiêu 1. Kể thôi là anh em biết độ cơ động mà bắt Ngộ thì khó đấy. Đặc biệt là mấy màn tàng hình thấy luồn lách khiến anh em khó phán đoán, cực kỳ ức chế. Ông mà không cơ động khỏi đuổi nhá. Chúng ta dùng vị hiệu ma tính, nâng mắc chiêu 2 và cài máu nhất bổ trợ chính trị. Hoặc bạn đi solo, cầm ngay tốc hành tiếp cận rất ok. Và để tận dụng tối đa sức mạnh của Ngộ Không, chúng ta ưu tiên pick đội hình có khống chế ổn định một chút như là Gidu, Gragmina, hoặc đội hình càn vào gây phân tâm như là Floor, Rubo, Aeron. Đường mid ưu tiên bọn khống chế và băng phá tranh kiểu Rat, Zata, Rodion, giúp anh em có một thế trận áp đảo, giúp Ngộ Không farm an toàn hơn. Vì quá nhiều anh em hỏi làm sao các chế Ngộ Không, nên sẽ sơ lược cho anh em trong clip này nhé. Là tướng sát thủ nước bụi nên Ngộ Không thường tập kích ở bụi nên tránh xa các vị trí này. Quan sát bản đồ thích nhỏ để nắm bắt vị trí của Ngộ, tránh tập kích bất ngờ. Nên đi chung với team để Ngộ khó bắt, đặc biệt đi team hòa rank nhiều sao thì anh em sẽ thấy Ngộ, bởi Ngộ rất khó ganh và tấn công được. Lựa chọn vị tướng sớm khỏe nè, có không khí cứng, hạn chế sớm sức mạnh Ngộ và các vị tướng khả năng trước bản đồ mạnh như là Elsu, Redis. Và đương nhiên khi Ngộ không xanh, trợ thủ nên lên mắt vào chiêu thức ao càng tuyệt vời. Hay đơn giản hơn là pick các vị tướng xạ thủ kiểu Hayate, Elsu, Joker, hạn chế sức mạnh của bài này. Top 4 Van Hên. Van là vị tướng đầu tiên là bất kỳ ai trên quân đều nhận được. Đây thì coi là vị tướng xạ thủ dân, ai ai đều từng chơi. Trong giai đoạn đầu, các vị tướng không quá cơ động nên khả năng gây lượng sát thương khống chế liên tục và thả diều Van Hên là rất bá đạo. Thế nên Van Hên được sử dụng ở rank khá nhiều. Cho nên nay, Van Hên vẫn là vị tướng cực hot, sở hữu cái lượng fan đông đảo. Nhưng phổ biến là một chuyện, để sử dụng thành thạo Van Hên không phải đơn giản. Van có thể tận dụng lấy thường của mình để có thể kích hoạt nội tại và cấu để kẻ địch. Cách sử dụng chiêu quyền lý của Van là bắn ở khoảng cách thì phải tùy xem trang bị chúng ta lên. Cái lối trang bị hỗn hợp, đặc biệt trang bị phun phép, thế cố gắng bắn ở một pha cự đi gần để thể rút máu đối thủ nhanh chóng và kèm cái lượng tương sốc đáng gờm. Và tùy theo diễn biến trận đấu và đội hình kẻ địch, mang ta thể xây dựng cho Van Hên một cái lối đồ trang bị tương ứng, đặc biệt là phải luôn giữ vị trí để sẵn sàng thả diều liên tục. Chúng ta sử dụng hiệu ma chú nè, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất bổ trợ tốc hành. Van Hên rất là mạnh nếu anh em kết hợp đội hình quấy phá khống chế dồn đam dạng kiểu Crack, Gidu, Natalia, Zata. Và với khả năng bắn nhanh tạo các hiệu ứng khó chịu, Van luôn là vị tướng xạ thủ hot pick cho trận đấu xếp hạng. Đương nhiên càng nhiều sao kinh bong của Van Hên càng xa mờ. Ngoài ra anh em game thủ thường cho Van Hên đảm nhiệm tất cả mọi vị trí, từ tà thần, mid, rồng, đi rừng, kể cả trợ thủ, nói chung là có thích là đi hết. Nên không có gì lạ cả khi Van Hên tỷ lệ pick lên tới 7%, hơn tất cả so với các thanh niên xếp hạng 2, hạng 3 tỷ thắng như là Gidu với chỉ 4%. Tuy nhiên tỷ thắng của Van Hên chỉ có 48% mà thôi. Đó là lý do vì sao mà hot còn hot nhưng meta hiện tại Van Hên không phải là xạ thủ ưu tiên chơi hàng đầu. Top 3 Rat. Rat là vị tướng pháp sư đường mid cực hot đúng nghĩa đen nhá, không như Van Hên. Bởi cái lối chơi là Rat, bộ kỹ năng cấu để dồn đam quá áp lực lên chủ lực kẻ địch. Gì chứ, Rat vào rank thì vẫn có cảm giác sướng tay. Ek là fan của Rat vì đây là vị tướng đánh ra chủ động nè, dễ dàng nhường tài nguyên cho team, kiểm soát bản đồ dễ dàng, độc lập tác chiến hoặc là sẵn sàng phối hợp với team. Hơn thế đi đơn, Rat quá lợi thế, tăng mắc chiêu 2 vì đây là kỹ năng cấu để máu làm chậm kẻ địch,
và giúp Rat kiểm soát toàn bộ bản đồ liên tục. Tận dụng nội tại của Rat để có thể tránh né kỹ năng của kẻ địch, đẩy chúng về với đồng đội khi cần nhé. Nhớ hộ là đẩy khi cần, chứ nhiều anh em kêu la Rat cứ thấy là đẩy, đẩy gây ức chế rất nhiều. Hãy biết cân nhắc sử dụng bộ combo và cách thức đảm bảo cái lượng nội năng cho tranh luôn giữ tầm 70%, phải có nội năng thì chúng ta mới có thể combo được nhá. Mẹo chơi Rat tốt đó chính là sự tinh ranh, khôn ngoan và đặc biệt không nên cố lao đầu vào giao tranh hay là một kẻ địch quá mạnh, và đương nhiên căn phải đủ đam. Tận dụng lợi thế cấu điểm Rat để chấp thời cơ kết thúc kẻ địch khi chúng thấp máu. Tuy nhiên Rat lại là vị tướng phụ thuộc khá nhiều trình độ người chơi, nên mặc dù pick đến 3,5%, số 4 tỷ pick sau Van Hen Guido vẫn ca luôn, nhưng chỉ có 47,2% tỷ thắng là anh em hiểu được đó. Hơi thất vọng chưa được không? Nhưng ép từng nói rồi đấy, đừng nhìn tỷ thắng mà đánh giá một vị tướng, nó chỉ đúng một phần nào thôi. Chúng ta sử hiệu ma chú và thần quang, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất bổ trợ tốc biến. Rat kết hợp tốt với đội hình cấu điểm mạnh này nhờ Guido, Emsu và Vio áp lực và xúc đàm ngay tức. Anh em đi đơn thì đừng quên chọn Rat nhé. Top 2, John. Lý do nhiều anh em thích John là con tướng dễ chơi này, đam mẹ to, bao chục khét. Nhưng vì John quá nhiều ưu điểm, thua thiệt so với dàn xạ thủ hiện tại, nên dù tỷ pick rất cao 2% đấy, nhưng tỷ thắng của John chỉ đạt mức 47,2%, thấp nhất trong giới xạ thủ luôn. Đây là con số đáng báo động trong diễn đàn hội nhóm thì anh em kêu ra ráo riết, kêu gọi tăng sức mạnh cho John đi, đặc biệt trong thời gian sắp tới. Dù có đội cơ động kém, nhưng bù lại, sát thương của John lại là thứ vô cùng khủng khiếp. Và khi đầy đủ trang bị, John có thể bắn nát đội hình đối phương bằng cái lượng sát thương khủng nhất nhì trong các vị tướng xạ thủ. Vì có thể John chính là bắn liên tục và duy trì giao tranh cực khủng. Chỉ cần được bắn sẽ bắn được tất cả, kể cả tanker hay là máu giấy. Thế nên lật kèo là đơn giản với vị tướng này, chỉ cần khéo léo giữ vị trí là được rồi. Đồng đội bảo kê tốt là ok. Giống bắn đây thôi, anh em liên tục đánh thường để nhanh chóng kích hoạt nội tại. Và khi chơi John, anh em nhớ chờ hết nội tại mới bắn tiếp nhá. Tránh trường hợp chết nội tại và không tối ưu cái lượng đam, hoặc là đối đầu bọn cơ động kiểu Nagdos, Pain nó đảo liên tục thì phải ngắt nghỉ nội tại hợp lý. Và đương nhiên rồi, tuyệt đối không đi lẻ và đẩy lên cao khi mất trụ là không tầm nhìn. Bạn là John chứ không phải là Heate đâu. Chúng ta sử dụng hiệu chuyển sinh là Thánh Thuấn, nâng mắc chiêu 2 và cài mắc nhất bổ trợ tốc biến. John tuấn nhà đi với đội hình bảo kê mạnh nè, những trợ thủ khỏe nhà Pena, Timmy hay là Zip Heate giúp John khả năng bắn ra tranh tốt hơn. Như trong clip đó, bạn Ata mở tranh thì phê rồi, nhưng khổ cái bảo kê thì chịu, phải tự lo cho bản thân thôi. Và top 1, Toro, chống chịu tốt nè, không chỉ cứng, cản đối thủ tiến vào áp sát chủ lực thì tuyệt vời. Nhưng khổ cái, tỷ lệ người chơi Toro giảm sút chỉ còn 1,7%, tỷ lệ thắng thấp thứ 3 với 47,1% khi mà chỉ hơn có Enzo 46% và ông thần Guido Indo 43%. Dù Toro được chỉnh sửa chi tiết cách đây không lâu vào phần cứng cáp, nhanh nhẹn hơn, dẫu vậy thì tỷ lệ chọn vị tướng này vẫn không được cải thiện quá nhiều. Còn nếu anh em muốn thử sức chơi trợ thủ thì Toro vậy tướng đang để anh em lựa chọn với cái lượng máu châu bò nè. Nói chứ, rank 50 sao đổi xuống thì vẫn cứ pick Toro ầm song hành cùng với Guido. Mặc dù không đóng góp được quá nhiều khi kẻ địch pick toàn Heate và bị tướng bắn sang chuẩn phần trăm máu quá ghê, nhưng với khả năng không chế ổn nè. Và đặc biệt là nội tạng niêm chế khi bạn tung chiêu giúp Toro thể khép góc và hứng đam cho đội rất tuyệt vời. Anh em chú ý là khi vận dụng chiêu 2 đúng lúc đúng thời điểm, vì giờ chỉ cần có chiêu 2 tung ra là được miễn thương, mà anh em nâng mắc ư tối đa 80% cơ, quá khủng đúng nào. Tuy nhiên việc các vị tướng gây sang chuẩn hiện tại xuất hiện ngày càng nhiều và vị tướng trợ thủ quá đa dạng luôn. Việc Toro hơi lù đù một chút chẳng còn thích hợp để có thể bảo kê xạ thủ hơn trước, đặc biệt là các vị tướng siêu cơ động hiện nay. Chúng ta sử dụng hiệu mộc giáp, nâng mắc chiêu 2 để tối ưu cái lượng sát thương ao chiêu cho nó sướng. Cài máu thấp nhất bổ trợ tốc hành hoặc tốc biến. Còn việc ép cầm chính trị đi trợ thủ thì đương nhiên rồi, chơi bời tí anh em. Anh em khi lên đồ cho mấy con tanh nhà Toro ấy thì phải chú ý xem là tiên địch như thế nào nhá. Ưu tiên các mảnh nhỏ cấp độ 2 để tối ưu hóa cái lượng tiền mà hiệu quả vẫn đạt được. Đặc biệt nếu kẻ địch không có các kiểu sát thương chuẩn thì nhắm thuấn đang trang bị thủ khiến Toro siêu cho bò và cực kỳ khó bị hạ gục. Toro ổn áp nếu anh em pick cầu bị tướng xạ thủ không cần quá nhiều bảo kê, chỉ cần chắn trước và băng sáng tranh để bắn được như là Joker hay Teemu thì rất tuyệt vời. Đó là vị tướng cực hot đặc sản Ranh Việt nhưng khiến nhiều anh em ngỡ ngàng vì tỷ thắng quá thấp. Một số vị tướng yêu cầu kỹ năng nhà Rat nè, nhiều anh em thích chơi mà tỷ thắng thấp không lạ rồi. Còn như Van Hen thì cao thủ đổ xuống pick rất là nhiều, mà ở đó anh em hay tâm lý đó chính là kéo lết, nên Van Hen gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi dù ở đoạn đầu game khá khỏe. Nên có rất nhiều lý do nha anh em, pick nhiều chứ chắc đã tối ưu nhất. Những tướng ngon tỷ thắng chắc đã cao, nên anh em lựa chọn tướng và chơi nhớ thật tỉnh táo nhá. Xin chào và lại anh em ở trong các clip lần sau, hãy để lại bình luận để mà yêu cầu Ad làm clip đi nào. Anh em ơi, Ad bây giờ tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên, nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh Ad nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi sẽ được cập nhật thông tin mới nhất siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.